Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với ngày thứ 23 trong chuỗi 30 ngày học Hòa Thanh cùng với Trung. Thì trong hai video trước mình có chia sẻ về việc đặt hợp âm cho bài hát. Mình có nêu ra các bước để đặt hợp âm cho bài hát và có áp dụng vào một bài hát cụ thể. Thì trong video này và video kế tiếp thì mình sẽ nói sâu sắc hơn về cái phần đặt hợp âm. Thì cụ thể là trong cái video hôm nay thì mình sẽ nói về việc là sửa lại Hòa Thanh. Bằng cách là thay đổi cái nốt bát của hợp âm để cho nó mượt mà hơn, mềm mại hơn, uyển chuyển hơn. Thì các bạn biết rằng một hợp âm á, thì nó có thể là có nhiều nốt bát. Ví dụ mình có thể là re bát re thì người ta sẽ ghi là re đúng không nhỉ? Ghi D thôi, re trưởng bát re. Hoặc là re trưởng bát pha thăng thì người ta sẽ ghi là re gạch pha thăng này. Hoặc là re trưởng bát la thì là re gạch chéo la. Thì mỗi cái hợp âm thì nó có màu sắc khác nhau. Thì dựa vào cái việc màu sắc khác nhau đó thì người ta sẽ áp dụng vào việc mà viết lại hòa thanh, đặt hợp âm cho bài hát khiến cho cái câu nó mượt mà hơn, uyển chuyển hơn. Thì cái nguyên tắc để các bạn thay đổi cái nốt bass đó là gì? Đó là cái nốt bass ấy, các bạn nó sẽ nằm ở trong các nốt của hợp âm. Ví dụ re trưởng có 3 nốt là gì? Re, pha thăng, la đúng không nhỉ? Thì re trưởng có thể là bát re, người ta sẽ không ghi gì hết, chỉ là D thôi. Thì re trưởng bát pha thăng thì người ta D gạch pha thăng thì người ta bấm nốt trên này, pha thăng đây, bát 6. Thì tương tự có re bát la thì re này pha thăng này la thì là ba nốt nằm trong hợp âm của re trưởng đó. Hoặc là người ta có thể là gì ạ, re 7 sao có thêm một nốt đô nữa thì có thể re 7 bát đô đó. Thì đấy là nguyên tắc các bạn xác định được nốt đảo bass của hợp âm. Bây giờ thì mình ví dụ một cái bài hát, đó là bài hát Nhìn Ai Kia chẳng hạn, thì hợp âm của nó, hợp âm căn bản của nó là gì? Dê dê la 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 si 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 thứ bảy, la la son 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 la la dê đúng nhỉ? Thì cái câu này thì cũng rất là ok rồi, không có vấn đề gì là lắm. Nhưng mình muốn làm cho câu này hay hơn, mượt mà hơn, uyển chuyển hơn, theo tiến trình hơn thì mình sẽ có một ý tưởng đó là sửa lại nốt bát của hợp âm. Đó là gì ạ? Re mình đến sau đến la và đến si đúng không nhỉ? Si thứ. Thì các bạn nhìn thấy từ re xuống si thứ. Re bát re và si bát si thì mình cần một cái nốt bass ở giữa. Scale của re thì có đó là gì ạ? Re mi fa thăng son la si đô thăng re. Thì mình cần một cái nốt ở giữa re và si, đó là nốt đô thăng. Thì mình đang có một tiến trình giảm bass là gì, re đô thăng và si đó, re re đô thăng là si. Các bạn thấy không, nó cảm giác mượt hơn, mượt mà hơn, kết nối hơn đó. Bình thường nó là re la la si, mình sửa lại là re re la bát đô thăng la si, mình cảm giác nó mượt hơn rất là nhiều. Bây giờ từ si sang si thứ bảy và sang son, các bạn thấy điểm đầu là si bát si đúng không nhỉ? À, son bát son, mình muốn cần một cái nốt kết nối giữa si và son thì mình nghĩ đến ý tưởng là cái nốt ở giữa thay đổi để tạo ra một cái bass la. Thì si thứ bảy có nốt la, si thứ bảy có nốt si này, re pha thăng và la, thì mình sẽ là si thứ bảy bát la. Bình thường si thứ bảy bát si này, mình sẽ si thứ bảy bát la. Đó, sau đó mình về đánh về son thì nó sẽ có điểm kết nối từ si sang son đó, dê dê la bát đô thăng la la si thứ bảy bát la 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 son 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 la la dê đó. Các bạn thấy không, mình đã làm cho một câu nó có sự mượt mà hơn, có tiến trình hơn, uyển chuyển hơn. Thì đây là cách mà các bạn có thể áp dụng vào những bài hát khác nữa để các bạn sửa lại nốt bát khiến cho cái câu đấy hay hơn. Thì để làm được cái này các bạn cần phải tập luyện, cần phải viết ra và cần làm chậm thôi, các bạn không thể làm nhanh được. Mình thì mình đã làm rất nhiều, thế nên mình bất kỳ bài hát nào thì mình đều có phản xạ là mình có thể sửa được nốt bass không nhỉ, mình có thể sửa lại hòa thanh được không nhỉ. Nhưng các bạn cứ làm chậm thôi đó. Thì ví dụ mình chơi lại cả bài với cái cách đầu tiên, là với cái lần đầu tiên mình chưa sửa là gì, dê dê la 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 si 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 son 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 la. Bây giờ mình sửa lại cái nốt bass khiến cho một cái câu nó mượt mà hơn, là dê dê la.
mượt hơn không? Mượt hơn đúng không ạ? Thì đây là một phần mà mình nghĩ rằng các bạn, nếu các bạn làm có nắm được và các bạn áp dụng nó vào những bài hát thì nó khiến cho hòa thanh nó hay hơn rất là nhiều. Chỉ là sửa lại bass thôi nhưng mà nó đã hay hơn rồi. Huống gì mình sẽ làm những cái phần khác nữa. Trong những bài tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ những cái phần sửa lại hòa thanh theo một cái cách khác nữa, liên quan đến đêm, liên quan đến việc là 2-5-1 các thứ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.